Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với Trong Đồng Xe Hơi. Như anh chị các bạn xem trên màn hình thì hiện nay thì ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thì chúng ta cũng có cái văn phòng giao dịch xe Ford của đại lý Ford Long Biên. Anh chị ở các tỉnh thành lân cận Hà Nội, đặc biệt là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương thì mình hoàn toàn có thể liên hệ qua bên em để tham khảo thêm về cụ thể giá xe của các đầu xe Ford hiện nay như là Ranger, Territory hay là Wildtrak, Transit 16 chỗ. Đó, thì cụ thể thì giá bán thì hiện nay do quy định về chào giá của hãng nên là bên em cũng rất là khó để trao đổi trực tiếp giá bán cụ thể. Tuy nhiên thì khi mà anh chị liên hệ qua hotline hoặc là nhắn tin qua Zalo thì mình có thể trao đổi giá các thứ một cách rất là bình thường, thoải mái và luôn là có giá tốt nhất cho anh chị và các bạn. Đó, thì hôm nay em quay nhanh cái đầu xe XLS. Hiện tại thì bên em bán chính đâu đó vào khoảng hai bản nhé. Một là bản một cầu số tự động. Đây, đây là con màu xám một cầu số tự động. Và đây là con hai cầu số tự động, cũng là XLS. Điểm nhanh thì hiện nay nó có khoảng 6 bản Ranger đang bán. Rẻ nhất là bản XL 2 cầu 659 triệu đồng, XLS số sàn 665 triệu đồng, XLS 1 cầu số tự động 688 triệu đồng, hay là bản 2 cầu là 756 triệu đồng. Còn hai bản 2 cầu xịn sò hơn một tí là XLT thì là 830 và Wildtrak là 965. Riêng dòng Ford Ranger Raptor thì khả năng là khoảng 1-2 tháng nữa thì bên em mới có thông tin nhé. Rồi, với anh chị quan tâm cái tầm tài chính vào khoảng 600-700, đặc biệt là khoảng tầm 750 triệu quay đầu, thì hiện nay cái mẫu Ranger XLS một cầu số tự động này như mình đang xem trên màn hình này, nó đang có giá rất là hợp lý và hiện nay cũng đang có chương trình khuyến mại giảm giá thật sự là còn tốt hơn cả tháng 2 vừa rồi. Tháng 3 này mình lấy xe thì mức giá lăn bánh đâu đó của nó sẽ rơi vào khoảng hơn 700 triệu một chút thôi. Với các bác ở Hà Nội thì thuế cao hơn thì mình sẽ mất động khoảng 740 triệu. Bác ở tỉnh chúng ta sẽ rơ động vào khoảng 730 triệu. Giá này thì chưa bao gồm khuyến mại và phụ kiện tặng kèm nhé. Thật sự là ưu đãi rất là lớn nhé. Tuy nhiên thì anh em có trao đổi đầu video là cái chương trình chào giá hay là quy định về chào bán cũng rất là khó để bên em trao đổi trực tiếp với khách hàng qua video. Nên là vui lòng anh chị liên hệ, chủ động liên hệ giúp em. Thì bên em sẽ gửi báo giá và các thông tin cần thiết để mình tham khảo xe. Rồi, dành cho anh chị nào lần đầu tìm hiểu mua thì đây là chìa khóa của Ranger XLS AT, một chìa khóa thông minh, hai nút bấm và một chìa khóa cơ bình thường. Đấy ạ. Xe này thì vẫn là xe sử dụng chìa khóa tra chìa cắm ổ. Đấy, tức là chưa có đèn ổ start stop nhé. Đây, vào trực tiếp. Với anh chị mà mua xe bán tải thì đa phần chúng ta đều là phục vụ công việc. Cái quan tâm của mình về lãi suất hay là vay trả góp thì bọn em cũng gặp rất là nhiều. Tiện đây thì em sẽ cập nhật thêm một chút về cái lãi suất. Với anh chị mà có cái nền tảng tài chính tốt, tức là chứng minh thu nhập và mọi cái chứng minh tài chính chúng ta đều có thể cung cấp được, thì anh chị có thể vay qua hai ngân hàng Hàn Quốc là Shinhan Bank và Uribank với cái lãi suất có 3 gói nhé. Chúng ta sẽ được cố định 1 năm, 2 năm, 3 năm. Trung bình lãi suất dao động vào khoảng từ 10,4% đến khoảng 10,8% cố định. Đấy, sau khi mà cố định thì lãi suất biên độ cộng thêm đâu đó vào khoảng 1,3%. Đặc biệt thì với Shinhan chúng ta có gói cố định 5 năm. Lãi suất đâu đó dao động vào khoảng 9,19% trong vòng 6 tháng đầu và 10,9% trong vòng 4 tháng tiếp theo. Thật sự gói này nó cũng rất là tốt.
thì bên em cũng giới thiệu cho anh chị khách hàng. Đó, chúng ta có thể có gói cố định 5 năm thì với mặt bằng lãi suất khá cao hiện nay thì em thấy đây là một gói hợp lý. Và cá nhân xe mới thì thường chúng ta sẽ vay được tối đa vào khoảng 70 80% giá trị xe. Tức là chúng ta trả đâu đó vào khoảng cả lăn bánh vào khoảng hơn 200, 200 một chút nhé, thì mình sẽ có cái điều kiện để vay mua trả góp lăn bánh chiếc xe này. Đấy, đấy là bản một cầu số tự động. Xe này thì em cũng quay review khá khá rồi. Tuy nhiên thì năm nay có một số cái mới, ví dụ như là màn hình đấy, hai màn hình này, đấy, hệ thống điều khiển đèn bản này đã có auto nhé. Nhiều bác thì cũng hỏi thì đây, tự động bật tắt. Mà thật ra thì theo một số khách hàng phản ánh thì chúng ta vẫn nên chủ động điều chỉnh tay, vì cái cảm biến ở cái thị trường Việt Nam, nhất là với cái xe gầm cao như này, nó thi thoảng nó sẽ hơi khó cho người đối diện vì nó gần quá với cái bản chất là cái xe gầm cao bán tải như này. Đó, hiện nay lăn bánh đâu đó vào khoảng hơn 700 thì cũng rất là hợp lý để mình cân đối tham khảo. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để chúng ta được xem xe, tư vấn lái thử nhé. Đặc biệt là các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương thì bên em luôn có chương trình ưu đãi hỗ trợ tốt hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.